Tới Bến Tre xin chào cô chú anh chị các bạn. Hôm nay mình tiếp tục chia sẻ một cái ban bệnh của dòng laptop Dell 6430. Mã men là LA7781B. Đây là dòng men cạc xe. Đối với dòng men cạc rời á, thì một thời gian sử dụng á, thì nó sẽ bị lỗi chip Vega. Thì lúc đó mình sẽ tiến hành là cách ly chip Vega để chuyển về cạc xe mình xài. Còn đối với dòng men này là cạc ra cạc xe thì sau khi một thời gian mình xài á, mình sẽ có hiện tượng là laptop sẽ bị sọc hình, rác hình. Đây mình mở nguồn lên đó, rác hình thì đa số thợ ban đầu phán sẽ là hư màn hình, thay màn hình, nhưng mà thay mình khá chạy khoảng chừng 5-10 phút thì nó vẫn bị trắng màn hình như vậy. Thì lỗi nguyên nhân mình sẽ hướng dẫn cho các bạn một chỗ khắc phục rất là đơn giản nha. Đối với dòng bệnh của dòng men này thì một thời gian sử dụng á, dòng men này á, nó sẽ chạy hai cái tụ lọc nguồn 3V 5V á. Mình kiếm ngay hai tụ đó mình thay vào thì nó sẽ ok nha. Bây giờ mình sẽ hướng dẫn các bạn là sẽ thay hai tụ nào nha. Đây, sau khi mình gỡ men ra thì các bạn sẽ kiếm cho mình ngay chỗ phía sau hai RAM là sẽ có hai tụ. Đây là hai tụ lọc nguồn 3V 5V. Ở đây thì đang sử dụng tụ là 220 sau cái 3V thì mình sẽ kiếm hai cái tụ 330 mình thay vào đây. Đây là tụ 220mF mình thay tụ 330 hoặc là 470 cao hơn thì lọc nguồn tốt hơn thì sẽ khắc phục được hiện tượng rác hình nha. Bây giờ mình tiến hành mình thay vào hai tụ này ha. Rồi, mình đã thay xong hai cái tụ lọc nguồn 330 nguồn 3V 5V. Mình thay bằng tụ 330mF. Bây giờ mình sẽ ráp máy vào test thử cho bạn xem. Rồi, sau khi mình thay xong hai cái tụ mình ráp men vào á, mình sẽ kích nguồn cho các bạn xem nè, có cải thiện không. Đó, lên hình nữa, ok ha. Đó. Mình cho nó chạy test luôn. Đây nè, mình thấy là ok đó. Còn lúc nãy vừa bắt lên là nó gợn hình á, do là thiếu nguồn 3V 5V. Lâu ngày quá thì cái tụ lọc nó bị khô tụ đi, cho nên là nguồn nó là không ổn định, nó dẫn đến hiện tượng là rác hình, sọc hình đó. Đây là đối với dòng men đeo cạc xe nha. Còn cũng một đài nữa cũng đeo 6430 nữa, nhưng mà cạc rời thì mình sẽ chuyển thành Vega xe. Còn đây là men cạc xe thì mình khắc phục bằng cái bệnh đó, khắc phục ngay bệnh như chỗ đó. Rồi, nếu các bạn thấy video clip mình chia sẻ có ý nghĩa và bổ ích thì mong các bạn hãy nhấn like, đăng ký kênh của mình và chia sẻ để cho mình có nhiều động lực mình làm thêm những video clip khác để phục vụ các bạn nha. Rồi, chào tạm biệt các bạn. Cảm ơn các bạn nhiều.